Và tất cả đồ da Kỳ Lân đang làm là Kỳ Lân chuyên về da nhập từ các công ty thuộc da lớn nhất trên thế giới. Và quý khách chỉ việc đưa ý tưởng, ý muốn và công năng sử dụng của sản phẩm, Kỳ Lân sẽ lên thiết kế và hoàn thiện sản phẩm. Những hãng lớn người ta thường lấy những cái da đó để làm mặt chính, nhưng mà đối với Kỳ Lân lấy những cái mặt da siêu cao cấp nhập khẩu đó để làm da lót bên trong. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Hôm nay rất hào hứng, rất phấn khởi, là rất là vui khi vừa hoàn thiện được hai bộ sản phẩm combo rất đẹp và rất hoàn hảo để xin giới thiệu với tất cả quý khách. Đầu tiên là một bộ da màu đen xanh đen và có những cái sọc vàng rất là đẹp, rất là đẹp. Đây là nguyên một combo mà Kỳ Lân rất là tâm đắc, từ nón, túi sách, túi clutch thì clip trước Kỳ Lân làm rồi, ví, dây đồng hồ, ốp lưng cho điện thoại, dây thắt lưng, đôi giày và dép, áo khoác thì Kỳ Lân đang hoàn thiện rất nhiều những vật dụng về đồ da. Và tất cả đồ da Kỳ Lân đang làm là Kỳ Lân chuyên về da nhập từ các công ty thuộc da lớn nhất trên thế giới. Tất cả da nhập từ những con cá sấu từ vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc da khai thác theo quy định quy chuẩn chung của thế giới về ngành da, về của các nước về da, khai thác da. Mỗi một con da nuôi theo tiêu chuẩn lấy da riêng của các hãng, là mỗi con nuôi một chuồng riêng và có chế độ chăm sóc đặc biệt, và hầu như là không có bị những lỗi cắn xé lẫn nhau. Và khai thác thì cũng phải đủ điều kiện thời gian, ví dụ như là 2 năm mới được khai thác hay là bao nhiêu năm, tùy vào mỗi con da và chế độ lấy da khác nhau. Chứ không phải là nuôi vài tháng thôi là bừa lớn lấy đại, nó một cách không được chuẩn của các hãng da lớn là không được. Phải như vậy thì da mới chất lượng về độ đẹp, như về độ chất lượng được. Thì tất cả da sẵn Kỳ Lân nhập về, những bản da đẹp, những da đặc biệt, những da độc bản đều có mặt tại showroom. Quý khách có thể đến trực tiếp showroom để chọn lựa, hoặc là kết nối qua Zalo, hotline 0901 247 247. Đội ngũ Kỳ Lân sẽ gửi những mẫu cho khách chọn. Và quý khách chỉ việc đưa ý tưởng, ý muốn và công năng sử dụng của sản phẩm, Kỳ Lân sẽ lên thiết kế và hoàn thiện sản phẩm như vậy. Và đây là một bộ màu hồng ruốc rất là dễ thương, Kỳ Lân cũng rất thích một combo từ túi clutch. Ví cầm tay thì được thiết kế riêng theo yêu cầu nè. Đây, hai ngăn đựng điện thoại nè, smartphone bây giờ người ta dùng hai điện thoại là thường xuyên, là nhiều, nên là thiết kế hai ngăn đựng điện thoại, hai ngăn đựng tiền và giấy tờ, và các ngăn đựng thẻ ATM, căn cước công dân, vân vân. Dây thắt lưng cũng là màu hồng ruốc. Và cái nón, em cầm giùm anh, cái nón nha. Cái nón màu hồng ruốc nè. Bên trong là da cá mập, tất cả những đồ da Kỳ Lân thường làm là lót bên trong là da xịn nhập. Có nghĩa là da cá mập này, da Epsom này, da Togo này, da bò Nam Mỹ nè, vân vân. Thì những cái da Kỳ Lân chọn là những cái da mặc từ các hãng, người ta thường, những hãng lớn người ta thường lấy những cái da đó để làm mặt chính, nhưng mà đối với Kỳ Lân lấy những cái mặt da siêu cao cấp nhập khẩu đó để làm da lót bên trong. Tức là nó cao cấp chất lượng từ bên trong và cao cấp chất lượng từ bên ngoài, và từ chất lượng về độ sạch, độ đẹp, độ chuẩn của da, cũng như là về handmade từng đường kim mũi chỉ để cho nên sản phẩm hoàn hảo, đẳng cấp đỉnh cao hơn. Rồi, Kỳ Lân sẽ thử nha. Rất là hợp, vô tình nay bạn cái áo màu hồng cũng hồng ruốc luôn, rất là hợp, rất là dễ thương. Da thắt lưng thì cũng vậy, cũng như tất cả những đồ khác thường thì hai mặt, một là mình làm một mặt bằng da cá sấu, một mặt là da cá mập, hoặc theo yêu cầu của khách hai mặt là một loại da mà khác màu, hoặc là hai loại da khác nhau, hoặc là da cá mập và da cá sấu, hoặc là da đại điểu và da cá mập, hoặc là da đại điểu và da cá sấu, hoặc là da bò Nam Mỹ và da cá sấu, hoặc là da cá mập và da đại điểu, hoặc là tùy khách muốn phối da gì, màu sắc gì, Kỳ Lân sẽ thực hiện. Còn mặt dây thắt lưng thì Kỳ Lân chuyên đúc bằng vàng và kim cương,
và một loại nữa là bạc, bởi vì dây thắt lưng mặt nó rất là nặng nên để tiết chế bớt thì Kỳ Lăng sẽ đôi khi những yêu cầu các khách hàng thì Kỳ Lăng sẽ làm bằng bạc khối. Và cụ thể Kỳ Lăng đang làm một biểu trưng logo cho mặt dây thắt lưng này Kỳ Lăng nè, đang đeo hai mặt này. Đây là cái biểu trưng logo vương miện của Kỳ Lăng Luxury, biểu trưng của một cái sự sang trọng, cao quý và quyền lực. Thì hiện tại là đúc bằng vàng 18 và kim cương thiên nhiên ở viền xung quanh và ba viên kim cương vuông trong logo vương miện cao quý sang trọng này. Ví dụ như Kỳ Lăng đang dùng là mặt dây K6 nè, Kỳ Lăng không thích nữa thì Kỳ Lăng xoay ngược lại, Kỳ Lăng dùng mặt cho dây cá mập, mặt màu đen bên ngoài. Và quý khách có những cái ý tưởng để làm mặt dây thắt lưng riêng cho mình, mang phong cách cá nhân của mình, hoặc là biểu trưng logo của công ty mình, những cái ý tưởng riêng của mình, hãy đưa những cái ý tưởng đó cho Kỳ Lăng. Kỳ Lăng thiết kế mặt dây thắt lưng và dây thắt lưng luôn. Dây thắt lưng thì bằng da nhập từ các công ty chuyên thuộc da lớn cho các hãng thời trang lớn. Về mặt dây thắt lưng thì Kỳ Lăng sẽ làm từ vàng, bạc và kim cương, tùy theo option của khách chọn. Và Kỳ Lăng sẽ làm đẹp hoàn hảo như vậy để bằng da cho quý khách. Rồi, kể cả ốp lưng điện thoại, nguyên một combo luôn nha. Ốp lưng option là full cạnh luôn, bằng da luôn. Option là Kỳ Lăng chỉ làm bọc phần da bên mặt sau lưng thôi. Đó, thì quý khách có nhu cầu gì quý trọng liên hệ với Kỳ Lăng. Nó tương tự như cái màu hồng rút này thì bên đây cũng vậy, bên trong là cũng là da cá mập, ngoài là da cá sấu, nguyên bộ combo theo túi xách, giày, ví. Và những bản option logo của Kỳ Lăng là bản hình chữ nhật logo 18K đến full kim cương lên chữ Kylan. Và bộ logo chuẩn mới nhất của Kỳ Lăng Luxury mới vừa phát hành, đó chính là logo vương miện có ba viên kim cương thiên nhiên vàng 18K kim cương thiên nhiên, biểu trưng cho sự cao quý, sang trọng và quyền lực. Vâng, và bây giờ Kỳ Lăng sẽ tiến hành đeo dây thắt lưng màu hồng rút này luôn để cho nó tông xẹt tông nha. Và kể cả cái mặt cũng là một cái mặt đặc biệt nữa, là toàn bộ thân bên ngoài là bạc khối và bên trong là vàng khối, và đính ba viên kim cương vuông lên trên cái logo vương miện này. Và bên trong cái nền của logo vương miện này là full kim cương thiên nhiên. Mặt dây thắt lưng này cũng có hai mặt, một mặt là dây màu đỏ đô, bên trong là màu đô, màu cá mập, da cá mập, và bên ngoài là màu hồng rút. Hai cái màu này tương đồng với nhau. Còn nếu như quý khách thích làm hai màu này tương phản thì các bạn sẽ làm, hoặc là quý khách thích hai cái màu là đều là cá sấu hoặc là đều là cá mập, hoặc là giống màu nhau hoặc là khác màu nhau thì do yêu cầu của quý khách hết. Kỳ Lăng sẽ phục vụ theo yêu cầu của quý khách. Đây vẫn là xỏ vào trong nha, xỏ đầu còn lại vào trong. Logo vương miện biểu trưng cho sự sang trọng, quyền quý và quyền lực. Đây nguyên một combo luôn, từ ví cầm tay, túi clutch, dây thắt lưng, mặt dây thắt lưng. Không thích thì mình chữa đầu dây lại là xong nha, là mặt thứ hai nha. Nhưng mà cái này Kỳ Lăng đã làm nhiều clip rồi, còn Kỳ Lăng sẽ tiến hành qua một cái bộ combo của màu đen, sọc vàng, kẻ vàng, cũng hai màu và hai loại da, bên ngoài là da cá sấu, bên trong là da cá mập. Và mặt dây thì do khách lựa chọn, mặt dây cũng vậy, do option. Quý khách thích làm full vàng cũng được, tức là phần ngoài này là bạc khối thì thay vì bạc khối mình làm full vàng cũng được, và bên trong mình làm là full vàng luôn, kim cương, hoặc là đến kim cương ba viên vuông ngay chỗ logo vương miện cũng được, không cần đến full cũng được, do option, do khách lựa chọn. Option thì đang sẽ đưa ra để khách lựa chọn, chỉ việc là tháo hàng ốc này ra thôi, đưa mặt vào dây vào là xong. Thì Kỳ Lăng ráo vào là để khách coi thôi, còn những clip mà chi tiết Kỳ Lăng đã làm những clip trước rồi, quý khách sẽ xem lại tại kênh YouTube của Kỳ Lăng nha. Và kể cả một mặt
vuông bên ngoài và logo bên trong cũng đã có rồi. Quý khách có thể xem trực tiếp trên kênh YouTube của Kỳ Lân Luxury hoặc là trên fanpage hoặc là trên website kylanluxury.com. Mình sẽ đi nguyên một combo này. Phần dây mặt thì Kỳ Lân sẽ rá sau nha, chị Lân rá dây trước. Giày, túi, sách, ví, ốp lưng điện thoại, dây thắt lưng, nón. Đây, hoặc là quý khách làm full bằng khối như vậy. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Rất nhiều những mẫu da, mẫu sản phẩm, hãy liên hệ với Kỳ Lân hoặc là truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem mẫu, hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lân hotline 0901247247 hoặc kết nối qua Zalo 0901247247. Và để cập nhật nhiều video hấp dẫn mới nhất thì quý khách hãy subscribe đăng ký kênh YouTube Kỳ Lân Luxury hoặc là trang fanpage Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem sản phẩm này, xem video này, và nhiều video hấp dẫn còn xuất hiện dài trong thời gian sắp tới nữa. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Hãy đến với Kỳ Lân chọn cho mình những sản phẩm mang đậm phong cách bản thân mình, mang đậm phong cách cá nhân, và đặc biệt là những biểu trưng, những thương hiệu cho cá nhân mình và công ty mình, cho sinh động, đẳng cấp và sang trọng, đặc biệt phong cách riêng của mỗi quý khách hàng. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.